Lạy Chúa, nay con đây, xin hãy dùng con làm khí cụ tình thương của Chúa. Lạy Chúa, nay con đây, xin hãy chỉ con đường đi của Chúa mà phục vụ anh em. Xin sai con đi chỗ Chúa muốn, làm chân tay cho người bị què cụt, làm lỗ tai cho người bị câm điếc. Xin sai con đi chỗ Chúa muốn, làm đôi mắt cho người bị đuối mù, đèn sáng soi cho người còn tối tăm. Xin sai con đi gánh lúa chín để đem cơm cho người bị đọa đày, gửi thuốc thang cho người bị đau yếu. Xin sai con đi múc nước suối để giải khát cho người bị khó khăn, gửi chiếu tranh cho người nằm rõ xương. Xin sai con đi đến phố vắng, tỏa yêu thương cho người bị chà đạp, lời uy an cho người bị áp bức. Xin sai con đi chỗ giá buốt, làm lửa ấm cho người bị giá lạnh, làm tiếng kêu cho người bị bất công. Xin sai con đi đến xóm cũ, cùng anh em chia sẻ đời nghèo khổ, cùng vững tin xây dựng đời sống mới. Xin sai con đi chỗ tung thiếu, gửi tình thương cho người bị bất hạnh, gửi đức tin cho người gặp rủi ro. Lạy Chúa, nay con đây, xin hãy dùng con làm khí cụ tình thương của Chúa. Lạy Chúa, nay con đây, xin hãy chỉ con đường đi của Chúa mà phục vụ anh em. Lạy Chúa, nay con đây, xin hãy dùng con làm khí cụ tình thương của Chúa. Lạy Chúa, nay con đây, xin hãy chỉ con đường đi của Chúa mà phục vụ anh em. Đường đi của Chúa mà phục vụ anh em.